Câu chuyện của nhà sư già. Xưa có một cư sĩ già, là cư sĩ không phải tu sĩ. Ông ta thọ năm giới và một giới khác nữa là không nói chuyện khi ăn. Tuy nhiên sau này ông ta đã phạm hết năm giới, còn lại giới ăn không nói là chưa phạm. Thần hộ pháp bảo vệ giới luật này hy vọng ông ta phạm luôn giới này, để ông ta ra đi và không còn bảo hộ ông ta nữa. Nhưng người này chết cũng không chịu phá giới, là lúc ăn cơm không bao giờ nói chuyện. Sau đó, vị thần giữ giới báo mộng cho ông ta nói: ngũ giới ông đã phạm hết rồi, tại sao ông không phạm luôn giới ăn? Ông hãy nhanh chóng phá nó luôn đi để ta rời xa ông. Cư sĩ già nghĩ: ôi, ta chỉ giữ giới ăn không nói thôi, quả nhiên có thần bảo hộ ta. Thế là ông ta tìm một pháp sư đạo hạnh và thọ lại giới. Kết quả là ông ta cũng tu hành và đắc đạo. Mỗi người đều có một nhân duyên khác nhau. Bởi vậy, việc thọ trì giới là điều rất quan trọng trong đạo Phật.